Mình xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách để tẩy được những cái vết keo mà khi chúng ta dán keo 502 mà chúng ta vô tình làm văng trúng một cái đồ vật nào đó, hay là chúng ta vô tình bị trúng ha. Thì các bạn có thể áp dụng theo cách này giùm mình, rất là đơn giản luôn. Đây các bạn nhìn kỹ nha, đây chính là những vết keo 502 nó khô các bạn. Đó, bạn nhìn nha. Đó. Bây giờ mình sẽ tẩy ra hẳn luôn ha, rất là nhanh luôn các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ cái nước này lên nha các bạn nha. Sau đó mình sẽ dùng giấy hoặc là giấy lau các bạn, mình sẽ lau chùi nó ra. Đó, bây giờ mình đã lau được một vết rồi nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ lau những cái vết còn lại luôn nha các bạn nha. Rồi, mình sẽ lau liền luôn. Rồi thì khi mà các bạn lau cái chỗ đó ướt rồi các bạn, thì các bạn nên đổi cái chỗ khác, cái chỗ giấy khác cho nó khô hơn để các bạn lau nó tiện ra, dễ hơn các bạn nha. Đó, bây giờ nè, các bạn coi nè, đó, trắng bóc luôn, không còn dính một miếng gì gọi là keo nữa nha các bạn nha, không có giống như lúc nãy nha các bạn nha. Đó, thì đây là cách mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn, để các bạn đang gặp trường hợp đó là dính keo 502 và không biết làm sao để cho keo 502 này nó hết, thì các bạn cứ áp dụng theo cách này giùm mình ha. Các bạn sẽ ra tiệm mua một chai keo tẩy 502 như thế này nha. Đây gọi là tẩy keo 502 nha các bạn nha. Đó thì sẽ có bán rất là nhiều luôn ở ngoài thị trường. Nhưng mà cái chai này nó chỉ sử dụng cho những cái ngành như là làm quảng cáo rồi này kia thì họ mới có bán nha các bạn nha. Còn chúng ta đi kiếm ở những cái tiệm điện, những tiệm bán đồ tạp hóa rồi này kia thì họ không có bán đâu nha các bạn nha. Thì các bạn phải đi ra ngoài đó để tìm và phải mua đúng chỗ thì có mới có bán cái loại này nha các bạn nha. Còn chai này chỉ có vài chục tiền thôi, thì các bạn về mua về các bạn có thể tẩy bất cứ vết keo nào đó mà bị văng lên trên cái đồ vật các bạn muốn tẩy ra thì rất là nhanh, rất là lẹ luôn cho các bạn nha. Rồi thì mình chia sẻ cái mẹo này để đến cho các bạn để các bạn biết, và nếu các bạn cảm thấy video này có hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình để phát triển các bạn nhé.